once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Vì em đi chân dớ chân mà rách chiếc dớ này mới là gọi là leo núi nha. Nè, dớ chân rồi chị mới ngon á. Ở trong đó là bán các loại mà làm giảm giá không, không có yên giá, yên giá này mua. Còn cái đơn giản có là 300 mấy nữa. Nay còn mà tôi nghe nói đào chân tôi không mua, giờ thì tiếc. Tại vì nó không có số, nó không có số đủ theo cái người mình. Để như bà đi số 4 phải không? Vậy còn với ba là ráng lấy ra thôi. Ủa còn nguyên số bán giảm giá bà làm gì? Đúng không? Cái đồ giảm giá không bao giờ mà có số. Có số à. Nè, giá tôi là cái bớ bà nhiêu. Cái áo hả? À, bao nhiêu. Nó trúng lại nữa. Nếu mà nguyên giá bao nhiêu nói đi em nói. Nguyên giá 200. Cái này tắm cho mình. Giảm đợt đầu đợt trăm, giảm đợt ngay lên đợt. Mà chị vẫn là giảm đợt hai hai đợt đầu. Tôi mua giảm đợt nha. Tôi không có muốn mua. Nhưng mà tôi suy nghĩ bằng con hủ tiếu được rồi đấy. Được không? Chứ tôi không có mua. Tôi mua làm chi gì. Mà cái này ở đây hay là ở bển? Ở đây. Vậy đó, còn ở bển là tổng có đi ra
Úc á, thì giảm được 30 thân, ví dụ như 300 nghìn á thì giảm được 100, còn 200. Cái áo là 200, giảm còn nhiều là 100 mấy, tôi cũng không có được đó. Bà biết làm sao không? Đi ra ăn có mỗi tịch thu đó là còn trốn ở lại nha hả? Rồi còn tổng không lấy, tổng cái tên kỳ quá, gian vô gian gì đó, không lấy, không ra gì được cảm giác. Mà đi ra là tịch thu hết trơn. Rồi mấy bà lên cái này nó đã cấp, cái bạn em này cũng khác. Lẽ mày lấy cái ra tao mày đưa tao, tao trả tiền rồi mày lấy lại được. Cái nó nói khách sạn giữ con cái giữ làm bà. Khách sạn của nước Nhật á, nó giữ cho mình không trốn lại. Với lại á, sợ mình mất rồi mất cao nó giữ giùm mình. Trốn lại nữa. Trốn lại chị vẫn. Về mấy ngày đi về sao hả? Đúng luôn. Chắc là đã đời người. À, nhưng mà anh không có xét. Xét thì mất ra ra đi. Đi mình có giấy đó, cái mình đưa ra xong. Ý nó vậy lắm. Có cái chơi. Anh dẫn đường nha, anh quên lắm rồi anh. Anh quay vòng vòng đó. Chị cho mã đó chị ra. Cầm đi biết chị cho mã. Bỏ hả? Bỏ. Là tốt chị. Chị để chỗ chiếc đó. Để bên chiếc.
đây dũng sĩ nè. Mấy ông dũng sĩ không ngồi chơi mấy cái cú hút này cũng tốt dữ à. Tụi bay mang thủy rồi. Tao thấy cũng không vừa. Chỉ là đôi chân chứ có gì mà dớ đi còn vui đó. Mai mốt một cái. Mai mốt thì có em có kinh nghiệm em đem dớ về. Bữa nay bỏ cái áo lạnh nhà luôn đó mà. Còn khỏe nữa. Nhẹ được nửa ký nữa. Nước mùa giang ta nè. Để thầy kêu hát nữa. Kéo họ đem. Đây là đi là lại lên nó mỏi.
lên. Mà em quét nó có lên chút tí xíu rồi. Bà ai mà bảo yên chẳng mua cũng bán nữa. Ví dụ như mình mua mà chịu đúng không? Ừ. Chứ mình lên mình quán ẩm quá. Mua chẳng. Không bán luôn. Bà ăn cái mua chút nữa. Nè, đưa cho mẹ không mất môi được không? Đi trên đấy cho mẹ nhắm môi đi. Em uống rồi. Ở ơi, tôi ghét ăn ăn hủ tiếu mặn lắm, hủ tiếu cho ăn có hết. Chứ ăn cái này không có ngày thì cũng mua món nữa. Tôi ăn sợ hết con gái. Để tôi mua. Ăn ra này nó có quả lắm. Rồi khoai nấu. Bắp luộc. Được đó. Mà nó khỏi đi. Hết bệnh rồi. Con ghét bệnh quá. Thì cái muốn đi lại bà nè, đi cầu nguyện. Cái gì có cái kết như con vậy đó, cũ nó phải mới như của mẹ, còn cái kết mới thì nó có màu không hết. Cái hơi để du lịch nó khác. Cái đi lấy cái nón đen này đợi. Trời ơi, đang nó dằn tóc lại. Thế á, nó lại cái kia. Hả? Nó lại á, mình rồi tóc mình bạc rồi mình dằn lại. Lúc trước là tôi đang ăn. Ừ. Em lấy cái nón bao chứ chị coi không được, em bỏ lại. Cái nón nó khẩu trang á. Không được, chuyển. Ừ, nó lùm xùm, nó mệt á. Em liền lại. Cái gì có trang con nón chứ. Trang ta có cái quần, ta gọt cái củng nó đi. Có quần không? Nè. Xin xăng rồi mẹ. Đang gọt nó, gọt bỏ vỏ. Ừ. Đấy là cái thế không còn ngoại gì đó còn leo núi không phải giỏi á nó đi bước không nghỉ dạ vậy hả tay nên nó có ngủ mà không được ngoại quê đó ngoại chợ mới bên đoàn đi hả đi nguyên đoàn mấy người kia về đi cáp hết rồi vậy hả đi cáp đi bệnh á dạ kệ chút xíu không chết hả rồi cái này nói có chút xíu à là bánh vậy nè không bao giờ nghỉ mà Thank you.
Đổ chứ. Ba bao kìa. Hả? Tôi đi hai bao à. Dạ. Con hai bao lên đồng bao cô à, còn ông bao làm chứ đồng tài chứ á. Vậy hôm qua anh về sớm gì cũng được hai bao không ạ? Đi anh.
Điện thoại nào? Điện thoại đen hả? Thì bỏ vô, kim vô hơi chút kim cho. Giờ ghim luôn không? Bắt đầu ghim luôn. Cái đó một thứ cái mãi mà không biết xà. Cục xà nó nặng quá trời luôn. Rồi, con giác cũng đau lưng. Chưa, từ từ, phòng vé trượt ống. Trượt ống đây nè. Ống là riêng đó hả? Ống đó, mang trượt á. Là mang trượt hả? Ừ. Rồi đi bộ xuống cho rồi. Hồi đó con có trượt với mẹ đó. À, trượt lên trượt xuống luôn phải không? Ừ. Sao nó lên được nó xuống được không luôn? Cái rồng rọc nó kéo nó lại lại nó kéo lên kéo xuống. Cái đó là bắn trượt không phải đắp treo đúng không? Ừ, bắn trượt. Cái chẳng đạp nữa đó, vừa ừ. Này có đi chuyển tay thử. Ừ. Để con ngủ cái mẹ vừa con vui cách mạng nhớ không? Nhớ cái trái đỏ đỏ đó, chua thấy mẹ luôn. Ăn tèo cho ngắt à. Tại vì thằng đi cũng hèn. Bảy khỏe lắm. Đâu phải như vậy đó. Lúc trước là còn xả già nữa. Nó dễ khỏe hơn với là phẩm luôn á. Đi 4 năm lần không? Không có dễ phẩm. Mà có xe control. Ừ, cáp treo này khác con ơi. Cáp treo này hết hoạt động rồi. Cáp treo này nè khác, cái thùng này nó khác với lại cái kia. Ừ, hồi xưa. Ừ. Ừ, cái này là khác con, khác cáp treo á. Ừ, ừ. Ừ. Ừ, nó nói mà, nó nói luôn 5 phút. Khoảng 8 phút phải không? 8 phút là đi lên đỉnh. Ừ. 5 phút là đi lên chùa. Là nhiều phải không? Ừ. Ở bên đây nữa nè. Cái giải này bây giờ ngừng hoạt động rồi. Ừ, đi lẹ rồi. Xuống có gì đâu nữa không? Ừ. Chịt. Chắc thằng Nghĩa nó gọi hả? Số lạ rồi hả? Nó gọi hả? Không vậy. Số nào ạ? Nó ngủ rồi. Số nào gọi con á? Nó ngủ rồi.
số nào gọi ta, là gì? Mốt tháng 2 nữa hả? Có tin nhắn. Xuống cái bằng mặt bằng chứ bây giờ mặt lại mà đứng cái gì. Sao? Ừ. 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 Nó nói là cáp treo di chuyển á.
xuống đi bộ chút đi Tuấn. Nó biết ngoại mệt cưng quá tay cưng không ấm sao hết pin này hả tay cưng ra đi xuống đây đi nguy hiểm nè con đây mỏi tay không có mỏi cả trái gì để bà ngoại vũ hết mỏi tay ổng biết có nguyên tay nó vô cục lắm thôi. Còn mấy triệu. Còn mấy triệu. Mấy triệu. Chắc 5 triệu, 4 triệu, 4 5 triệu. Ừ. Mua hết đồ rồi, giờ chỉ có mua mấy cái đồ nướng nữa là hết rồi. Đủ chi phí không? Đủ. Đủ rồi, để rồi mới đưa cho. Người có mới vậy. Để dồn cọp cái mắt nó cái gì. Không biết chiều nay thằng Nghĩa nó có chở ai không á, tại vì nói với nó 4:30 về á. Sợ nó hẹn nó chở người á, để mình hỏi với nó coi chiều nay nó rảnh không. Thì từ từ về. Có gì đâu, bạn bè cứ cha gì nó nhắm không xong rồi nó gọi. Ừ. Vậy sao? Đó nó nhậu cái gì? Không biết. Rồi về thằng đó đứng nhậu cái gì liền chứ không phải lâu như thế này đâu. Ừ. Nhưng đó có gì đâu. Con quay chuồng cứu họ thôi. Trời ơi, con cũng không. Con lắm cứu chuồng kia lần hồ nữa tí. Cái hồ. Nhiều khi không có gì để quay, mà thằng lãnh đâu có gì để quay đâu. Cũng là cái hồ thôi à, không có gì hết á. Chụp hình là về chứ không có được leo như vậy. Hồ lớn sao không từ đi con, ẩm gì con. Ừ, đưa cho nè. Đưa cho nó nước. Kêu Tân cầm máy quay đi. Nè nước này con. Tân nó chỉnh cho nó vừa nó cái nó lỏng con. Sắp tới rồi. Bà Yên bà khỏe quá ha. Hốc hác là tại cái mặt xương chứ đâu phải là ốm đâu. Như con vậy nè, mặt xương nè. Trời ơi, ốm lại cũng hốc hác, tại lên 10kg rồi. Chưa.
Ừ. Ừ. Kem á con, bán kem á.
tới chưa bà? Sắp tới chưa? Không có gì. Khói. Nó không có đặt ruột, nó hơi ở bên trong á, nhưng mà nó không có ruột, nhưng mà cái vỏ là thấy ruột luôn, cái vỏ là chứa hơi luôn. Ừ. Tức là cái ruột nó dày cui vậy đó. Ừ. Tại sao nó cái vỏ dày cui? Ừ. Nó có hơi trong luôn. Lủng thì sao? Thì bơm. Lủng thì bỏ keo vô dán lại, dán. Ủa, cái lỗ lại. Ừ. Dán bên trong hả? Ừ, dán bên trong á. Phải rã bánh xe ra hả? Ừ. Rã. Ôi, lần trước nó làm tao không tận hả? Tưởng chết luôn. Xà ra nằm sạch đẹp. Cái đèn cái bơm hơi nó bơm. Bơm tay hả? Nó bơm hơi, nó coi điện nó trong xà nó bơm. Chị hết đường 100 mét là nó xà cái tiếng bơm. Nó làm về tới nhà cho nó đi 5 giờ, tính về 6 giờ, tính bệnh như vậy tới nhà chết rồi đi. 600 ngàn. Ông Phương nói đi lần trước tôi đi có 500. Nó hơi chạy 500 nữa là 700 tấn bệnh quá. Bệnh quá, hãy đi xa hơi, đi xa đò nó nhảy. Đi sang đã nhảy sao biết cỡ tài không có biết không mày có biết không không ta biết nó áp lực xuống đâu. Ừ. Biết nó nghe theo ủa mình ghê thấy là thân mừng. Ừ. Đang là sắp tiêu rồi, sắp tiêu rồi. Ừ. Ừ. Đi đi. Tới rồi đó không? Mắt nè. Ừ. I got some I got some from the town now. Ừ. Chưa bà ta nhắn không? No. Sao vậy?
Không muốn ẩm. Ôi trời ơi. Kinh, mê đó. Ủa xe điện này chừng nào mới có? Đi đưa với lại cái em Việt Viên. Nó chờ anh nó xuống á. Xe điện này chừng nào mới có? Chạy chơi cho biết hả? Ừ, lên có lên hoài hả? Bà Đen, bà Đen. Mùi ăn ghé kìa. Đâu? Ủa hả? Ủa hả? Hả? Không tiền. Không miễn phí. Đây ghé chưa? Không mùa, không chăng. Thank you.
Ở đi đường này nè, đi đâu xa vậy? Cái đường nhỏ nhỏ là hồ đổ đá. Chúc mày vô được rồi.